Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hồng Gaming. Hôm nay chúng ta đến với tựa game về Off-Road Mud Truck nhé. Cái tựa game này thì không phải là cái tựa game lái xe kiểu đường dài đâu, mà chúng ta chỉ đi Off-Road những đoạn ngắn thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn làm một cái video liên quan đến game này, tại vì nó cũng có một gì đó dính dáng một chút đến xe, đặc biệt là đồ kéo với cả xe, mấy cái xe tải, và khoái mấy cái món này. Ở đây Quảng Định thì nó cho chúng ta cái xe cổ kiểu xe Nga hồi xưa, DAZ thì phải. À đâu, con xe này mình không nhớ lắm, con xe màu xanh xanh của Nga là xe gì ta nhỉ? Thế cái gì, mình quên mất cái dòng này rồi. Rồi, chọn địa hình này, chọn level 1 này. Rồi chơi thế nào ta? Rồi, đây, chúng ta sẽ lái xe này. Xe tự đi luôn này, vãi đạn về. Góc cam chúng ta sẽ có hai góc thôi. Và vô lăng thì cũng không có dạng tay lái nữa, mà chỉ có lên xuống thôi này. Hôm nay chơi chủ yếu giảm stress thôi, chứ cũng không có kỹ năng gì lái xe đâu. Không cần có kỹ thuật lái xe ở trong này luôn mọi người. Cái đồ họa mà váy bùn trông nhìn à vậy. Có hai góc lái đi. Không có nitro tăng tốc gì. Công nhận cái làm cái game này đơn giản đấy. Game này thì hợp với các bé. Đấy, xem mình xong. Sang level tiếp theo luôn. Đó. Và nhiệm vụ là chúng ta chơi thắng các màn để cho nó lấy vàng, và chúng ta sẽ mở khóa những chiếc xe khác nha. Đổi góc cam mình nhìn cho nó hơi góc này giống kiểu góc ngồi trên cabin này. Góc này thì bao phê. Bài này thì khác gì bài kia đâu. Sang level tiếp theo. Ồ. Con xe này giống con xe gì ta? Ôi, đi nhá. Chúng nó dễ lái lắm, chỉ cần đạp ga đi thôi. Ơ chà. Cái này cho mấy bé không cần biết kỹ năng nhiều chơi được.
xong mới là off road này. Má, nó để hòn đá ngay bẫy mình. Xe này yếu quá. Không lên được à? Ok ok. Nó yếu quá, nó không lên được. Xe thì dùng cái cây hơn. Không lên được luôn. Ồ, nó lên được. Phải nhỉ. Khó phết đấy chứ, không phải dễ ăn đâu. Má lại đập vào đá. Để hòn đá dưới đường. Tránh cái hòn đá ấy. Ui, cụ tay áo đấy. Tiến băng lưng lùi bắn bụng. Chỉ cần mình lắc lắc xe là đi dễ hơn này. Đấy, anh em đi gần đầu đi lái này. Đấy. Nào, đây luôn. Nói chung là khá là dễ. Thành công nhá. Mẹ dốc nhìn thằng đứng ghê phải đáy. Mình lật xe rồi. Đi lùi ấy, thằng đi nào. Khó phết đấy mọi người, từ dễ ăn rồi. Chơi game nó easy, tôi là lái khó phết đấy. Đá. Dốc thế. Đi chéo ấy, thì mới di rác, mình có lái nhá. Đi thẳng không lên được.
tiếp theo. Ngoài này giống bài kia mà. Cái đoạn này nó mô phỏng cái phúc lầy này. Cầu chưa xây nó lại hợp lý ấy. Áo này phải đánh lái càng nhiều thì càng dễ đi. Mà biết thì dễ đi hơn. Sướng nhá. Đó, cái nhìn hơi nhàm chán. Cái này đi đang say xe nhìn này chắc buồn nôn chết.
dễ lái hơn mọi người. Rồi, không biết mình đến bài bao nhiêu rồi. Hình như nó lại đi lại bài kia sao nhỉ? Chung em này nó không có cái gì gọi là khó cả. Đi lại thật bài kia khác gì đâu, cũng hòn đá này. Chả khác gì bài kia. Phải đúng cái dốc nữa mình leo này. Cái dốc thẳng đứng mình leo ấy. Đi trở lại với bài này. Ok. Ở đây là bài khác rồi. Ok đi. Ui trời ơi. Chơi lại mấy cái bài trước rồi mà. Nhà phát hành cái cùi mía rồi. Nhìn nó giống mấy bài kia. Chả có gì à. Về đích này. Xem chơi nha. À đúng rồi, nó chỉ có 10 bài thôi nhưng mà mình unlock cả 10 bài rồi, còn gì mà chơi nữa. Đây nó chỉ có một cái phần khác này. Phần này thì chắc là mình sẽ làm một video sau nhá, xem bây giờ được bao nhiêu tiền. Được 900. Đó, 900 là mình đã mua được trước này. Để
nào trước này, trước này 1.200 cơ, thì chắc là phải cày thêm tí nữa mới đủ tiền mua. Phải mua được con trắng này hoặc là con màu vàng vàng này. Rồi, thì sẽ là một video tiếp theo chúng ta sẽ chơi thử cái mốt nó gì nhỉ? Nó có cái mốt Granny này nhá. Ok, xin chào gặp lại.